Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói: có những hạt lại rơi nhằm đất tốt nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Kiên tâm lắng nghe lời Chúa. Pastor, em bắt học lỗi lạc là cha đẻ của ngành vi trùng học. Lúc ông 46 tuổi, ông bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người bên trái. Dẫu vậy, ông vẫn say mê kiên trì làm việc, quyết vượt qua mọi rủi ro bệnh tật. Những phát minh lớn của ông về thế giới vi khuẩn, về chế tạo vaccine phòng bệnh dại là kết quả tư duy của nửa bộ óc thôi. Thiên Chúa luôn mời gọi con người mở rộng tâm hồn để đón nhận lời Chúa, nhưng trên hết phải luôn kiên trì và tín thác. Khi đó, hạt giống lời Chúa sẽ thấm nhập vào tâm hồn, và khi được chăm sóc kỹ lưỡng, hoa trái sẽ sinh trưởng gấp trăm. Hôm nay, chúng ta cần hồi tâm để xét lòng mình. Tôi là thửa đất nào trong số những nơi Chúa nói đến? Sỏi đá, bùn gai, vệ đường hay đất màu mỡ? Mỗi ngày sống, tôi đã để lời Chúa sinh hoa kết trái thế nào? Lạy Chúa, xin giúp con biết kiên trì chăm sóc mảnh đất tâm hồn mỗi ngày, để lời Chúa được lớn lên và phát triển mạnh mẽ, hầu sinh hoa kết quả tốt đẹp. Amen.